kỹ năng rút dây. Kính chào các bạn. Tiếp tục video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện mẫu chuồn chuồn 2 giây. Và trên tay mình đang thực hiện là mẫu chuồn chuồn 2 giây. Chúng ta cần có 2 đoạn dây, mỗi đoạn có chiều dài là 1m2. Và chúng ta chia đều đoạn dây ra. Đầu tiên như thường lệ thì các bạn sẽ thực hiện nút cúc áo. Ở đây các bạn có thể thực hiện nút cúc áo Trung Hoa, nút cúc áo Nhật. Nhưng mình khuyên các bạn thực hiện nút cúc áo Nhật, vì nút cúc áo Nhật nó sẽ tương đối là hài hòa so với nút cúc áo Nhật. Đối với mẫu cúc áo Nhật thì chúng ta có những mẫu dây đơn giản, vì nút cúc áo Nhật rất là nhỏ. Còn nút cúc áo Trung thì nó sẽ to tí xíu. Và ở mẫu 2 dây này thì chúng ta sử dụng nút cúc áo Trung để cho cái đầu con chuồn chuồn to tí xíu. Và các bạn chú ý, ở mẫu 2 dây này các bạn phải điều chỉnh màu dây cho phù hợp. Các bạn thấy đoạn dây màu đỏ nó đang bị chéo, chúng ta phải chỉnh lại. Sau khi các bạn chỉnh xong các màu dây ở nút carit kép thì các bạn sẽ thực hiện thêm một động tác nữa, đó là chúng ta xỏ vào tập nút carit kép. Các bạn nhớ nằm ở dây phía dưới nha. Từ dưới chúng ta xỏ lên và sử dụng dây chúng ta xoay ngược chiều kim đồng hồ. Tiếp tục dây còn lại, các bạn nhớ là phải cho nó qua bên đoạn dây ở ngón trỏ mình nha, vị trí mình chỉ đó, phải nằm bên tay trái. Rồi chúng ta sẽ xỏ từ dưới xỏ lên. Chúng ta đã hoàn thành được nút cúc áo. Và các bạn rút nút cúc áo cho đều và cho đẹp. Đến bước này thì các bạn có hai sự lựa chọn. Một là các bạn chia hai màu dây ra, còn các bạn hai là các bạn thắt cùng màu dây. Bên phải là cánh màu vàng, bên trái là cánh màu đỏ. Ở đây mình sẽ chia đều hai màu dây ra. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng đoạn dây bên tay trái. Chúng ta thắt một nút như nút chịu đơn. Nhớ là chúng ta tạo vòng dây từ bên tay phải đặt lên dây bên tay trái. Từ dưới chúng ta xỏ lên các bạn. Chúng ta có một nút chịu đơn mà chúng ta không rút lại nha. Tiếp tục, chúng ta sử dụng bên dây bên tay phải, từ trên chúng ta xỏ xuống. Và tiếp tục, các bạn sẽ thực hiện một nút chịu đơn, nhưng các bạn không rút lại thôi. Từ trên chúng ta sẽ xỏ xuống. Và sau khi hai nút chịu đơn đã buộc vào nhau thì các bạn nhìn hai đầu dây của hai nút chịu đơn, bên tay trái mình là sẽ nằm phía trên và bên tay phải mình sẽ nằm phía dưới. Nó sẽ nằm đối xứng vậy các bạn. Và chúng ta sẽ kéo cái đầu dây mà chúng ta vừa xỏ đó, kéo tạo một vòng tròn nhỏ thôi, để chúng ta kéo đoạn dây ở giữa vào vòng tròn đó. Và tương ứng vậy chúng ta đối với đoạn dây phía bên tay trái. Chúng ta sẽ thực hiện cùng lúc hai bên luôn các bạn. Rồi chúng ta sẽ thực hiện nè. Dây bên tay phải thì chúng ta sẽ nắm bên cái vòng bên tay trái và ngược lại. Chúng ta sẽ kéo ra. Như vậy là chúng ta đã có cánh của chuồn chuồn. Khi chúng ta kéo ra như thế này thì cánh của chuồn chuồn sẽ bị cọc dây. Vị trí màu cũng sẽ nằm lệch đi. Nên chúng ta phải chỉnh lại. Các bạn sẽ chỉnh lại đoạn dây màu vàng cho nó nằm vào trong. Tương ứng như vậy thì các bạn chỉnh cánh phía bên còn lại. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ thực hiện một bộ cánh chuồn chuồn nữa. Chuồn chuồn thì các bạn nên làm hai cánh. Cánh trên thì chúng ta sẽ có tỷ lệ bằng chiều dài bằng cái thân con chuồn chuồn. Và cánh ở dưới thì có tỷ lệ là bằng 1/3
của thân chuồn chuột. Các bạn nào thích, các bạn có thể làm hai cánh bằng nhau cũng được, tùy các bạn, mỗi người có một cái mắt thẩm mỹ khác nhau. Và như vậy sau khi chúng ta đã gút xong hai cánh thì chúng ta sẽ chỉnh màu lại, chỉnh vị trí màu dây lại. Ở phần đuôi con chuồn chuồn các bạn có nhiều sự lựa chọn. Ở đây mình sẽ thực hiện một mẫu mà đơn giản, đó là mẫu các bạn thường gọi là thắt bính ấy. Còn các bạn muốn đẹp hơn thì mình sẽ làm một cái nút chầu dây, sử dụng 4 dây luôn. Ở đây mình chỉ sử dụng 3 dây, một tí mình sẽ cắt bỏ 1 dây. Rồi các bạn thắt cái đuôi con chuồn chuồn đến khi nào mà các bạn thấy được tỷ lệ cánh và tỷ lệ thân của con chuồn chuồn nó là tỷ lệ bằng nhau, tỷ lệ 1:1 bằng nhau thì chúng ta dừng lại. Và các bạn sẽ khóa cái đuôi con chuồn chuồn lại bằng một nút chịu đơn hoặc chịu kép. Và các bạn có thể xuyên hơn, các bạn có thể khóa lại bằng nút cúc nhật. Sau khi các bạn khóa lại xong thì các bạn sẽ cắt bỏ đoạn dây vừa. Chúng ta sẽ sử dụng keo 502, chúng ta sẽ đổ vào hai vị trí mình đang chỉ ở thân con chuồn chuồn đó. Còn ở cuối dây thì chúng ta sử dụng bật lửa để chúng ta hơ lại. Rồi, video của mình đến đây kết thúc. Các bạn thấy hay đừng quên share, like và subscribe nha. Chúc các bạn thành công.